65 triệu một cặp lục bình sứ vẽ tay bát tràng. Mẫu họa tiết là sen hạc trường thọ, kích thước cao 1m55, nguyên thân bình, cả đế là 1m75, đường kính bụng là 49cm. Giờ em xin phép được quay cận vào tác phẩm để mọi người có cái nhìn rõ hơn về tác phẩm.